còn về ngoại hình thì không được đầu hói đầu, không được bự phệ, cũng phải sạch sẽ nữa chị, tức là chắc là chỉnh chu quá ạ. Bên đó có người nào nhột không ta? Có. Có không? Mời bạn trai. Bạn đi lên. Gì vậy? Cái gì mà quá trời vậy? Bạn tên là gì? Xin chào quý vị khán giả và xin chào Quyền Linh cũng như chị Cát Tường. Em là Trình Hoài Hoàng Tâm, vừa tròn 27 tuổi. Bạn làm nghề gì? Em hiện nay là một biên tập viên phát thanh bên radio. Rồi, cảm ơn bạn. Chúng ta sẽ chào bạn nữ ra. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Em chào Cát Tường, em chào anh Quyền Linh cùng quý vị khán giả. Chào bạn. Chào bạn, bạn tự giới thiệu về mình. Dạ em là Trang, năm nay em 26 tuổi ạ. 26 tuổi, Trang đang công tác ở đâu? Dạ em hiện tại đang làm ở nhóm biên phiên dịch của một công ty bảo hiểm. Phiên dịch tiếng nào? Dạ tiếng Anh thôi anh chị ạ. Đối với chị là em rất sành điệu, rất dễ thương như thế này. Công việc thì cũng ổn định mà tại sao lại chưa có bạn trai ha? Chắc là tại vì em chưa tìm được gọi là như cái sự đồng điệu á chị. Tức là thật ra gặp thì cũng nhiều, cũng có một số bạn thì cũng có thể là quan tâm, cũng muốn làm quen, nhưng mà tự nhiên cái mình không có cảm giác là mình muốn làm quen hoặc là mình muốn tiến tới bạn đó. Để đồng điệu với bạn thì người nam cần những điều gì? Em nghĩ là không cần phải là đẹp trai, nhưng mà tự nhiên em chắc là ấn tượng đầu tiên của em về bạn trai đó là chắc là nụ cười. Thế nếu mà nụ cười của bạn đã ấm áp thì tự nhiên chắc là nụ em cười sẽ hả? Dạ đúng rồi anh. Tao bằng cười lớn lớn mình kia nghe thử coi. Ủa anh, cười ấm áp đâu có nghĩa là cười lớn đâu anh. Cười ấm áp hả? Cười ấm áp là cười sao hả? Chắc là khi vừa mới nhìn xong mà nở nụ cười cái thôi đừng ra tiếng được rồi. Còn bạn, một người tôi nghĩ rằng giao tiếp rất là rộng rãi, gặp nhiều người đẹp, tại sao mình chưa có người yêu? Cái mẫu người con gái của em mà em rất thích đó là giống như Đông Nhi. Nhưng tính tình thì sao? Em thích người con gái nữ tính và dễ chịu. Con gái thì mình nữ tính rồi. Không, có nhiều con gái cá tính lắm anh, mà kiểu như là tomboy. Em không thích cá tính. Em không thích cá tính quá, em thích một người con gái nữ tính và hiện đại. Chết rồi, lỡ em hơi nam tính thì sao chị? Đó. Chắc là sẽ gặp và sẽ biết đâu nếu thấy có cái gì đó ấn tượng là sẽ biến cái hơi nam tính đó sẽ hòa với mình hơn. Mình có đưa ra cái chuẩn người đàn ông như thế nào? Em thích ca sĩ Adam Levine đó chị, nhìn ảnh rất là men. Cái mẫu lý tưởng thôi. Dạ, đúng rồi. Đúng không? Bây giờ thực tế thì mình cứ tìm kiếm một cái người bạn trai của mình là người như thế nào? Thì em muốn một người nào đó biết quan tâm đến gia đình, quan tâm đến em. Và đặc biệt là anh đó phải chung thủy. Và phải cũng phải trong tình yêu thì cũng phải rõ ràng. Ví dụ như là thích thì nó thích, nhưng mà ví dụ như khi mà có một người con gái khác hoặc là gì đó lăn lộn thì anh cũng phải rõ ràng với em, chứ em không thích là che giấu giấu gì đó thì em không thích. Với lại còn về ngoại hình thì không được đầu hói đầu, không được bự phệ, cũng phải sạch sẽ nữa chị, tức là chắc là chỉnh chu quá ạ. Bên đó có người nào nhột không ta? Có. Có không? Cũng hơi hói, hơi bụng bự rồi đó. Mình có thể nói về cái khả năng của mình chút xíu. Như là em có thể biết guitar một chút xíu, biết đàn ok tí xíu, có biết nấu ăn. Bố mẹ em mở tiệm ảnh nên thành ra em cũng biết làm Photoshop một chút xíu. Là biết nhiều quá rồi. Tức là cái gì nó cũng biết chút chút hết đó chị. Còn cái điểm yếu nào của mình nè? Trong công việc mà em bị stress đó, thì đôi khi em cắt đứt với lại môi trường xung quanh. Tức là em tự thu mình lại vậy đó chị. Tự cô lập mình. Dạ đúng rồi, tại vì em nghĩ là lúc đó em đang bực mình, xong lỡ mà ai mà đụng tới em xem là em sù lông lên thì tội nghiệp người ta. Rồi còn bạn trai, bạn có những ưu điểm và khuyết điểm như thế nào? Em nói khuyết điểm trước. Em có một cái nhất mà em thấy em chưa hoàn thiện, đó là em rất sợ độ cao. Nhưng mà em thích leo núi. Em muốn chinh phục và cái bản thân của mình. Với là em ngủ nướng. Nói về sở trường thì em chắc là nó liên quan đến ngành nghề của em luôn. Đó là em thích nhất là cái lĩnh vực phát thanh. Em còn đi hát và là MC. Thế hát một đoạn nào đó để tặng bạn gái bên kia. Em tặng bạn nữ ca khúc Màu Yên Linh đã từng trình bày. Cảm ơn tình yêu. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như chơi vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi được thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, làm sao nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng, lời hát xin cảm ơn tình yêu đã cho chúng ta gần nhau phút giây còn mãi. Hát lên lời hát xin cảm ơn tình yêu
đã cho chúng ta một đêm nhớ. Xin cảm ơn tình yêu đã cho chúng ta nhiều đêm nhớ. Giọng hát của bạn cũng rất là hay. Bạn cảm giác như thế nào? Dạ, giọng hát rất hay, làm em xấu hổ quá. Bạn này còn thể giả giọng nữa đúng không? Đâu còn tài gì, biểu diễn luôn đi. Em giả về voi, về lồng tiếng thì được. Lồng tiếng đâu, thử thí dụ coi. Thằng cu tí đâu rồi, ra đây ông bảo coi. Dạ, ông kêu con. Ra kia mua ký thịt bò về cho ông coi. Dạo này sức khỏe yếu quá à. Nhớ nha, mua bò loại 1 đó. Dạ con biết rồi. Ừ, ông ơi, ông đưa tiền đi, không có tiền sao mua. Ừ trời ơi, mày ra mày mua đi, lát tao đưa lại, đi lẻ đi. Dạ con biết rồi, nhưng mà con muốn một kẹo. Ừ được rồi, đi đi. Dạ cảm ơn ông. Rất là nhiều tài, tôi không nghĩ rằng bạn lại không có một cô gái nào mà để làm bạn đời nha. Đó. Chào chị. Được ha. Thì ra là đây. Hay. Diễn viên ca sĩ lồng tiếng. Hát rất là tình cảm. Hình như có nhiếp ảnh nữa thì phải. À, em muốn có một món quà nhỏ cho bạn nữ. Nhìn kỹ như vậy. Không, coi cái dán tóc lên coi thử coi che che. Hói không, đúng không? Ừ. Không hói đâu. Có rụng một vài sợi. Quay qua đây coi. Hai bên có bị bụng phệ. Bụng thì không có phệ, chỉ có tráng thì nó hơi cao, thông minh, tráng cao thông minh. Bạn không có thích cái điểm nào ở người con gái? Em không thích con gái có tính tiểu thư. Không, cái cô này hay lắm, giống như anh Linh vậy đó. Em đang rất là hơi thổn thức cái chuyện là em bị chú ý bởi cái giọng nói. Giọng nói rất là hay. À vậy hả? Cố gắng nha. Có nhiều cái hay. Tráng cao thông minh em. Tức là không hói đúng không chị? Không. Tương lai sẽ hói. Nay em đi với ai? Có ai bạn bè nào theo ủng hộ em không? Có đi với em gái của em. Sao em gái em đâu? Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quỳnh Linh ạ. Rồi em gái xinh vậy là nhìn em gái là biết chị gái hay sao rồi nha. Em thấy cái anh bên kia sao? Trang ơi, em thấy anh là một người khá là ấm áp. Nhưng mà đó là những gì mà em thấy thôi. Chứ còn quyết định là do Trang. Và em mong rằng là Trang sẽ có quyết định đúng đắn để có thể có được cái hạnh phúc. Vâng, dạ. Cảm ơn em. Còn bạn, có người thân đi không? Dạ, có bạn bè em cũng bận. Bạn có thích bạn trai làm trong lĩnh vực nghệ thuật không? Dạ, trước giờ em chưa nghĩ đến là em sẽ quen ai làm trong lĩnh vực nghệ thuật hết đó chị. Dạ, tại vì em nghĩ chắc là làm trong showbiz thì chắc là hơi lăng nhăng. Gì vậy? Hỏi anh Linh biết cái gì? Lăng nhăng. Cái gì lăng nhăng? Ai nói showbiz lăng nhăng? Dạ, em nghe người ta nói. Nghe nói cũng đừng nên nói. Nói đụng chạm nhiều người. Có nhiều người người ta đàng hoàng lắm, số 1 luôn á. Dạ. Thực sự là để đánh giá một con người á, không phải là chúng ta nhìn ở bề mặt bề ngoài, nhìn vào một nhóm người nào đó. Tôi biết có nhiều người tốt lắm. Em lỡ lời. Ok. Bây giờ em nghĩ là cho hai bạn gặp nhau đi để coi họ có đồng cảm được với rồi, nhau chúng ta hay không. Kéo màn lên. 2 phút để trò chuyện với nhau, để tìm hiểu nhau. Bắt đầu. Chào em. Trước khi bắt đầu anh muốn chụp một em một bức ảnh để làm kỷ niệm và tặng em ha. Tại vì anh rất là thích chụp ảnh. Chụp Cát Tường không ạ? Hay là không chị né. Anh muốn em có một tấm ngồi một tấm đứng ha. Sao thấy giống đi phỏng vấn quá vậy anh? Anh muốn làm một tấm hình để tặng em. Dạ dạ. Chụp trả tiền á. Ok, em phải đứng. Chụp lấy liền á. 50.000 xong. Chắc em phải lấy vậy quá anh. Dạ, ok. Em sở thích của em là gì? Em thích nghe nhạc, đi cà phê, du lịch. Em có xem phim không? Có, xem phim em cũng thích. Cái thư giãn của anh ngoài âm nhạc ra thì anh thích đi xem phim. Anh thích cập nhật những cái bộ phim mới ra. Anh thường hay đi coi phim vào cuối tuần hay là vào chuyện những ngày trong tuần? Vào bất kỳ ngày nào mà anh rảnh, anh sắp xếp được thời gian là anh đi. Ở nhà anh thì có bao nhiêu anh chị em ạ? Anh có sống có chung mình với anh lại? À. Hiện nay trên đây thì anh ở một mình. Trong giới showbiz thì gặp gỡ rất là nhiều người đẹp. Thì bạn có ghen với điều đó hay không? Em nghĩ là mình tin ảnh là ảnh không có rung rinh trước người khác là được rồi. Mỗi bạn sẽ nhìn nhau thật kỹ, một câu tình cảm. Một câu thật là ngọt ngào, rung rinh tình cảm. Em có đồng ý sau buổi này đi xem phim với anh? Tối nay hả? Học sau cái buổi này. Dạ, nếu vậy thì được. Bạn gái muốn nói gì không? Em không biết nói gì hết trơn. Em nghĩ bạn gái nói là đồng ý đi xem phim là cũng đủ. Dạ, cũng lãng mạn rồi chị ha. Thôi hết giờ rồi.
ta có 3 tiếng đến. Nghĩ là kỹ nha anh nha. Để quyết định hẹn hò hay không hò hẹn. 3, 2 và hết thời gian. Thấy chưa? Nếu như cái trái tim đó có một nửa đỏ thì bạn trai sẽ nghĩ thế nào? Không sao cả, có thể làm bạn cũng được. Nhưng mà dù sao đã đồng ý đi xem phim rồi sẽ có nhiều kế hoạch hơn. Vé xem phim tặng các bạn, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Quà tặng của hai bạn: nước xịt thơm miệng thảo dược từ lách. Dạ, cảm ơn chị Cát Tường. Rồi, em cảm ơn anh Quỳnh Linh. Trả lời bạn mấy chụp hình.